Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Kết thúc rồi. Tại sao lại nương tay? Có cần phải như vậy không? Chúng ta có gì từ từ nói. Sao phải dùng cái chết để liều mạng? Cẩu tặc, cho dù ta chết rồi cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi chịu sỉ nhục đâu. Này ngươi, nguy rồi, trúng kế rồi. Cô ta căn bản không dùng hết sức lực. Cô ta nhận định mình sẽ không hạ tử thủ. Cố ý đụng vào trên kiếm của mình, lại gần mình để đánh. Sống bên cạnh quá lâu, lại quên mất từ đầu đến cuối cô ta là đệ nhất thích khách ở trong thiên hạ. Cánh tay này vừa đau lại vừa tê, không ngờ nắm đấm của cô ta lại mạnh đến như vậy. Thiên phú chiến đấu không chỉ kém một cấp bậc. Người kỳ nạ, ngươi vốn dĩ có thể giết ta, nhưng đáng tiếc ngươi ở trên giang hồ đấu đá lẫn nhau, mềm lòng có thể sẽ hại chết bản thân đấy. Thủ đoạn của ngươi ngược lại là rất tàn độc, mỗi lần ta chiến đấu đều phải chần chừ giữ sống chết, nếu như có một chút không cẩn trọng thì vạn kiếp bất phục. Hôm nay vừa mới kết thù với người khác, ngươi lại dám khỏa thân xuất hiện trước mặt của ta, còn dám trêu đùa ta. Không chỉ như vậy, ngươi còn từ trong nước lấy ra binh khí. Ta không ra tay trước không phải là không có não rồi sao? Ơi, có tình có lý, nhưng mà muốn giết ta, ngươi vẫn còn non một chút. Ăn nói ngông cuồng, quyền này sẽ đánh đứt tâm mạch của ngươi, chịu chết đi. Là ta muốn diệt tên ác nhân nhà ngươi, xuống địa ngục đến trước mặt của Diêm Vương gia. Đừng tố cáo nhầm đấy. Ngươi hãy nhìn phía sau đi. Đây là gì? Muốn của anh Ngưu Liệu Giao giúp đỡ, cuối cùng lại xuất hiện Bạch Xà. Xem ra không thể nào tái hiện lại người sống trong mơ. Hơn nữa, con Bạch Xà này không chịu khống chế. Chân bị tê rồi, đáng ghét. Nhanh động đậy gì đi chứ. Tránh đi. Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt rồi, đến ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Đáng ghét, không ngờ ở cái nơi này ơ, không ngờ phải chết ở cái nơi này ơ. Ta vẫn chưa, cha mẹ.